Welcome to Pick Up Vietnamese. This is bilingual funny stories. Truyện cười song ngữ, read by Christina. Kẻ ăn mày, the bum. Một kẻ ăn mày tiến gần một quý ông ăn mặc sang trọng trên đường phố. A bum approaches a well-dressed gentleman on the street. Này, ông bạn quý, ông có thể cho $2 được không? Hey, buddy, can you spare $2? Người đàn ông ăn mặc sang trọng trả lời. Bạn sẽ không tiêu tiền vào rượu chè, phải không? The well-dressed gentleman responds. You are not going to spend it on liquor, are you? Không, thưa ngài, tôi không uống rượu. Gã ăn mày cãi lại. No, sir, I don't drink, retorts the bum. Bạn sẽ không quẳng nó vào những ván chơi tào lao, phải không? Người đàn ông thượng lưu hỏi. You are not going to throw it away in some grab game, are you? Asked the gentleman. Không theo lối đó, tôi không chơi bài, gã ăn mày trả lời. No way, I don't gamble, answers the bum. Bạn sẽ không tiêu hoang tiền vào những khoản phí hỏm của một cuộc golf, phải không? Người đàn ông hỏi. You wouldn't waste the money at a golf course for greens fee, would you? Asked the man. Không bao giờ, tên ăn mày nói, tôi không chơi golf. Never, says the bum, I don't play golf. Người đàn ông hỏi gã ăn mày có muốn về nhà với ông ta ăn cơm nhà không? The man asked the bum if he would like to come home with him for a home-cooked meal. Gã ăn mày hăm hở đồng ý. The bum accepts eagerly. Trong khi họ đang đi hướng về nhà người đàn ông, gã ăn mày không thắng được tính tò mò. While they are heading for the man's house, the bum's curiosity gets better of him. Vợ ông sẽ không nổi giận khi bà ấy thấy một gã như tôi tại bàn ăn của ông à. Isn't your wife going to be angry when she sees a guy like me at your table? Chắc là có. Probably. Người đàn ông nói, says the man. Nhưng sẽ đáng như thế, tôi muốn cô ấy thấy điều gì xảy ra cho một gã không nhậu nhẹt, cờ bạc hoặc chơi golf. But it will be worth it. I want her to see what happens to a guy who doesn't drink, gamble, or play golf. Làm sao để sống? How to live? Em yêu, một người đàn ông trẻ nói với cô dâu mới. Darling, said the young man to his new bride. Vì rằng chúng ta cưới nhau, em có nghĩ em sẽ có thể sống bằng thu nhập khiêm tốn của anh? Now that we are married, do you think you will be able to live on my modest income? Dĩ nhiên anh yêu, không sao cả, cô ta trả lời. Of course, dearest, no trouble, she answered. Nhưng anh sẽ sống bằng gì? But what will you live on? Họ không có chút riêng tư nào cả. They had no privacy. Khi là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, người chồng và người vợ sống trong một khu nhà ở liên hợp rẻ tiền ở gần cơ sở người chồng làm việc. As a young married couple, a husband and a wife lived in a cheap housing complex near the base where he was working. Điều đáng phàn nàn chủ yếu của họ là các bức tường mỏng như giấy và họ không có được sự kín đáo. Their chief complaint was that the walls were paper thin and that they had no privacy. Điều này lộ ra hiển nhiên một cách đáng buồn. Vào một buổi sáng, người chồng ở tầng trên và người vợ ở tầng dưới đang gọi điện thoại. This was painfully obvious when one morning the husband was upstairs and the wife was downstairs on the telephone. Người vợ bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa và đi ra chào người hàng xóm. She was interrupted by the doorbell and went to greet her neighbor. Đưa cái này cho chồng cô. Give this to your husband. Ông ta nói và dúi một cuộn giấy vệ sinh vào tay cô ta. He said, thrusting a roll of toilet paper into her hands. Anh ấy đã hét đòi nó 15 phút. He's been yelling for it for 15 minutes. Một người chồng không bao giờ biết xấu hổ. A husband who never feels ashamed. Em
em xấu hổ về cách sống của chúng ta. Một người vợ trẻ nói với ông chồng lười, người từ chối đi tìm một việc làm. I'm ashamed of the way we live. A young wife says to her lazy husband who refuses to find a job. Ba em trả tiền thuê nhà, má em mua tất cả đồ ăn, chị em mua quần áo chúng ta. My father pays our rent, my mother buys all of our food, my sister buys our clothes. Cô em mua xe hơi cho chúng ta, em quá xấu hổ. My aunt bought us a car, I'm just so ashamed. Người chồng lăn tròn trên đi văn, và em nên tiếp tục chỉ trích nữa, anh ta đồng ý. The husband rolls over on the couch, and you damn well should be, he agrees. Hai ông anh vô dụng của em không bao giờ cho chúng ta một xu. Those worthless brothers of yours and never give us a cent. Hàng xóm không thể nhìn thấy em được. The neighbors cannot see you. Đã cưới nhau 10 năm nhưng vẫn sống trong một căn hộ. Người vợ thường phàn nàn đủ thứ vì cô ta mệt mỏi về việc tiết kiệm từng xu để mua một ngôi nhà mơ ước. Having been married 10 years and still living in an apartment, the wife would often complain about anything as she was tired of saving every penny to buy a dream home. Cố gắng an ủi người vợ, người chồng tìm một căn hộ mới hợp túi tiền của họ. Trying to placate her, the husband found a new apartment within their budget. Tuy vậy, sau tuần lễ đầu, người vợ lại bắt đầu phàn nàn. However, after the first week, she began complaining again. Joel, cô ta nói, em không thích nơi này tí nào, không có tấm màn nào trong phòng tắm. Hàng xóm có thể thấy em khi em tắm. Joel, she said, I don't like this place at all. There are no curtains in the bathroom. The neighbors can see me every time I take a bath. Đừng lo, chồng trả lời. Don't worry, replied her husband. Nếu quả thực hàng xóm thấy em, họ sẽ mua màn. If the neighbors do see you, they'll buy curtains. Chiếc giày đâu rồi? Where's the shoe? Một buổi tối, có một người đàn ông lái xe chở cô thư ký về nhà sau khi cô ta uống hơi nhiều tại bữa tiệc chiêu đãi cơ quan. One night, a fellow drove his secretary home after she had imbibed a little too much at an office reception. Mặc dù đây là một hành vi vô tư, nhưng anh ta quyết định không nói cho vợ. Người hay nổi ghen dễ dàng nghe. Although this was an innocent gesture, he decided not to mention it to his wife, who tended to get jealous easily. Tối hôm sau, người đàn ông và vợ đánh xe đến một nhà hàng. The next night, the man and his wife were driving to a restaurant. Thình lình, anh ta nhìn xuống và nhận ra một chiếc giày cao gót ẩn một nửa dưới ghế khách. Suddenly, he looked down and spotted a high-heeled shoe half hidden under the passenger seat. Không muốn bị chú ý, anh ta đợi tới lúc vợ nhìn ra cửa sổ trước khi anh ta hất chiếc giày lên và quăng khỏi xe. Not wanting to be conspicuous, he waited until his wife was looking out her window before he scooped up the shoe and tossed it out of the car. Với một hơi thở nhẹ nhõm, anh ta lái xe vào bãi đậu xe. With a sigh of relief, he pulled into the restaurant parking lot. Chính lúc đó, anh ta chú ý thấy vợ loay hoay quanh ghế ngồi. That's when he noticed his wife swarming around in her seat. Anh yêu, cô ta hỏi, anh có thấy chiếc giày kia của em không? Honey, she asked, have you seen my other shoe? Người chồng ngờ nghệch, dummy husband. Một người đàn ông hỏi vợ, nếu em có thể có được mọi thứ trên thế giới trong một ngày, em sẽ muốn gì? A man asked his wife, if you could have anything in the world for one day, what would you want? Em muốn trở lại như hồi 6 tuổi, nàng đáp. I love to be 6 again, she replied. Vào buổi sáng sinh nhật nàng, anh ta đánh thức nàng dậy rất sớm và họ đi đến một công viên chủ đề trong vùng. On the morning of her birthday, he got her up bright and early and off they went to a local theme park. Đúng là một ngày vui. What a day. Anh ta đặt nàng lên mọi thứ trò chơi trong công viên. He put her on every ride in the park. Đường trượt chết người. The death slide.
vòng nhào lộn kêu thét, the screaming loop, bức tường sợ hãi, the wall of fear, mọi thứ, everything, hết sảy. Wow! 5 tiếng sau, nàng lão đảo đi ra khỏi công viên, đầu óc quay cuồng và bụng như lộn xuống. 5 hours later, she staggered out of the theme park, her head reeling and her stomach upside down. Họ đi vào một nhà hàng McDonald's, người chồng gọi một cái bánh kẹp thịt lớn, thêm với thịt ram và một ly sô-cô-la trứng khuấy. Off to a McDonald's they went, where her husband ordered her a Big Mac along with extra fries and a refreshing chocolate shake. Sau đó, họ đi tới một rạp chiếu phim, một bộ phim thành công nhất, mới nhất Hollywood, Hot Dog, Bắp Nổ, Pepsi Cola. And they were off to a movie, the latest Hollywood blockbuster, Hot Dogs, Popcorn, Pepsi Cola. Quả là một cuộc chơi tuyệt vời. What a fabulous adventure. Sau cùng, nàng đi loạn choạng về nhà với người chồng và đổ sụp xuống giường. Finally, she wobbled home with her husband and collapsed into bed. Anh ta ngã người và hỏi một cách âu yếm. Đấy, em yêu, trở lại như hồi 6 tuổi thì như thế nào? He leaned over and lovingly asked, well, dear, what was it like to be 6 again? Nàng mở một mắt. Ôi anh ngờ nghệch. Ý em muốn nói là cỡ áo số 6. One eye opened. You dummy. I meant my dress size. Chiếc máy mới. A new machine. Một bác sĩ hỏi một người chồng có vợ sắp sinh rằng có muốn thử chiếc máy ông ta mới sáng chế, chuyển cơn đau đẻ từ người mẹ sang người cha không? The doctor asked the expectant father to try out a machine he had invented that transferred labor pains from the mother to the father. Billy đồng ý và chiếc máy được cài vào. Billy agreed and the machine was set up. Nhưng mặc dù chiếc máy đã chạy hết công suất, Billy cũng không thấy đau đớn gì cả. But although it was set to its highest setting, Billy felt not a twinge. Sau đó, anh ta về nhà để lấy vài thứ vợ yêu cầu và thấy người đưa sữa đang nằm trước cửa rên rỉ đau đớn. Later that day, he went home to pick up a few items his wife wanted and discovered the milkman lying on his doorstep groaning in pain. Say, Bob đến thăm nhà Joe và kinh ngạc trước lối đối xử tốt của bạn đối với vợ. Drunk, Bob visited his friend Joe's house and was amazed at how well Joe treated his wife. Anh ta nói với vợ đến mấy lần là nàng hấp dẫn ra sao, ca tụng tài nấu ăn khéo léo của nàng và ôm hôn vợ như mưa. He told her several times how attractive she was, complimented her on her culinary skills and showered her with hugs and kisses. À, Bob lưu ý bạn, anh quan trọng hóa vợ anh lên đấy. Gee, Bob remarked to his friend, you really make a big fuss over your wife. Tôi bắt đầu đánh giá nàng cao hơn từ khoảng 6 tháng nay, Joe nói. I started to appreciate her more about 6 months ago. Điều đó làm sống lại hôn nhân của chúng tôi, và chúng tôi hạnh phúc đến độ không thể hạnh phúc hơn được nữa. Joe said, it has revived our marriage, and we couldn't be happier. Lấy cảm hứng của bạn, Bob vội vã về nhà, ôm vợ. Nói cho nàng nghe là anh yêu nàng biết bao nhiêu và nói anh muốn nghe một ngày nàng làm việc ra sao. Inspired by Joe's story, Bob hurried home, hugged his wife, told her how much he loved her, and said he wanted to hear all about her day. Thay vào đó, nàng bỗng òa khóc. Instead, she burst into tears. Em yêu, Bob nói, việc gì xảy ra với em vậy? Darling, Bob said, whatever's the matter. Đây là ngày tồi tệ nhất của em lâu nay. This has been the worst day I've had for a long time. Sáng nay Billy té xe đạp và bị đau mắt cá. Sau đó máy giặt bị hư. Bây giờ, thêm vào đó, anh lại say xỉn về nhà. This morning Billy fell off his bike and hurt his ankle. Then the washing machine broke down. Now, to top it off, you come home drunk.
Làm thế nào để mua một món quà? How to buy a present? Một người đàn ông đi vào một gian cửa hàng và nói với người bán hàng ông ta muốn mua một món quà cho vợ. A man walked into the department store and told an assistant he'd like to buy a present for his wife. Được, thưa ông. Certainly, sir. Người bán hàng đáp. Có lẽ một cái áo đầm hay một cái áo cánh được chăng? Replied the assistant. Perhaps a dress or a blouse? Gì cũng được, người đàn ông nói. Anything, said the man. Còn màu? And in what color? Không quan trọng. It doesn't matter. Cỡ, size, chuyện nhỏ, immaterial. Thấy sự lúng túng của người bán hàng, người đàn ông giải thích rằng mỗi khi ông ta mua cho vợ cái gì đó, thì bà ta luôn đem nó trở lại shop và đổi. Seeing the assistant's confusion, the man explained that whenever he bought his wife something, she would always take it back to the shop and exchange it. Tại sao ông không mua một phiếu đã trả tiền thay vào đó? Người bán hàng hỏi. Why don't you just get a gift voucher instead? The assistant asked him. Ồ không, người đàn ông nói. Như thế thì quá vô tình. Oh no, said the man. That would be too impersonal. Bà con, relatives. Một cặp vợ chồng lái xe đi vài dặm xuống một con đường đồng quê, không nói một lời. A couple drove several miles down a country road, not saying a word. Một cuộc tranh luận trước đó đã gây ra một cuộc tranh cãi và không người nào muốn nhận quan điểm của mình thua. An earlier discussion had led to an argument and neither wanted to concede their position. Trong khi họ đi qua sân nuôi la và heo, as they passed a barnyard of mules and pigs, người vợ hỏi một cách chế nhạo, bà con của ông phải không? The wife sarcastically asked, relatives of yours? Đúng, người chồng trả lời, bên phía vợ. Yep, the husband replied, in-laws. Con ngựa ông gọi tối qua. Một bà vợ đi đến phía sau chồng và vỗ vào sau đầu ông ta trong khi ông ta đang uống cà phê sáng. A woman came up behind her husband while he was enjoying his morning coffee and slapped him on the back of the head. I found a piece of paper in your trouser pocket with the name Mary written on it. Bà ta nói một cách giận dữ. Ông nên giải thích. She said, furious. You better have an explanation. Bình tĩnh nào em yêu, ông ta giải thích. Calm down, dear, the man replied. Em có nhớ tuần qua anh đi xem đua ngựa không? Đó là tên con ngựa anh đánh cuộc. Remember last week when I was at the races? That was the name of the horse I backed. Sáng hôm sau, bà vợ lại phát mạnh ông ta một cái. The next morning, his wife whacked him again. Tại sao em làm thế? What was that for? Ông ta rên rỉ. He groaned. Con ngựa của ông gọi tối qua, bà ta nói. Your horse called last night, she said. Chúng ta đã tiết kiệm đủ tiền. We've saved enough money. Sau nhiều năm keo kiệt và tiết kiệm, chồng báo với vợ một tin mừng. After years of scrimping and saving, a husband told his wife the good news. Em yêu, cuối cùng chúng ta đã tiết kiệm đủ tiền để mua cái mà chúng ta đã bắt đầu để dành trong năm 1979. Darling, we finally saved enough to buy what we started saving for in 1979. Ý anh muốn nói một chiếc Jaguar mới phải không? Người vợ hớn hở. You mean a brand new Jaguar? She asked eagerly. Không, người chồng trả lời. Một chiếc Jaguar đời 1979. No, he replied. A 1979 Jaguar.